Lễ hội mùa hè Sapa nằm trong chuỗi các chương trình sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa được tổ chức từ ngày 3 tháng 3 đến hết 31 tháng 12 năm 2023, với nhiều hoạt động trải đều trên khắp các điểm du lịch trên địa bàn thị xã. Lễ hội mùa hè với những hoạt động văn hóa đặc sắc tiêu biểu, những sản phẩm du lịch chỉ có tại Sapa, như sự kiện lễ hội đền Mẫu Sơn, Mẫu Thượng, Mẫu Phan sự kiện ngày hội văn hóa các dân tộc, lễ hội đường phố, lễ hội tình yêu và festival hoa hồng, hoa Phan lễ hội vó ngựa trên mây, festival yoga quốc tế sẽ được tổ chức tại khu du lịch cấp treo Chủ sự kiện trong lễ hội năm mùa 2023 hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn và thu hút khách du lịch khi đến với Sapa trong năm 2023 Sapa phần đấu đón 3,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu 12.000 tỷ đồng